Chào các bạn, chào mừng bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người nổi tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử nghệ sĩ Minh Phương. Nghệ sĩ Minh Phương sinh năm 1962, là người dân tộc Mường ở Hòa Bình. Bà đến với nghệ thuật khi mới 16 tuổi. Năm 1978, bà trúng tuyển và trở thành lứa diễn viên kịch đầu tiên của nhà hát Tuổi Trẻ. Gương mặt của Minh Phương quen thuộc với khán giả qua những vai nông dân, lam lũ và hiền lành. Nghệ sĩ Minh Phương chia sẻ, bà có sự đồng điệu với vai mẹ chồng mới cũng như nhân vật bà đã lập gia đình, có hai con, về hưu và sống cùng chồng ở Hà Nội. Tuy vậy, nghệ sĩ chia sẻ mình may mắn hơn nhân vật. Hiện tại, tôi đã có gia đình hạnh phúc và người chồng thương yêu, tôn trọng mình hết mực. Dù đây là cuộc hôn nhân thứ hai, chúng tôi đã ở bên nhau 22 năm rồi. Anh ấy luôn là hậu phương vững chắc. Mỗi khi tôi phải đi quay xa, chồng luôn là người ở nhà cơm nước, giặt giũ, chăm sóc nhà cửa. Những lúc thấy vợ phải đi phim trường sớm hay về khuya, chồng tôi cũng chẳng ngại giờ giấc để đưa đón, diễn viên chia sẻ. Thì thoảng, chồng của Minh Phương cũng dỗi vợ vì quá bận bịu với công việc mà thiếu quan tâm. Diễn viên chỉ cười hiền đáp lại, tôi biết mình có lỗi với chồng con, nhưng đó là yêu cầu nhất thời của công việc, biết làm sao. Thực ra, tôi là người ưu tiên gia đình hơn công việc. Sự nghiệp có thành công đến đâu rồi cũng sẽ kết thúc. Đến lúc về già, điều duy nhất không bao giờ rời bỏ tôi là tổ ấm, bà nói. Hiểu được thiếu sót với chồng con, Minh Phương luôn tận dụng thời gian để nấu ăn, trò chuyện và chia sẻ công việc với gia đình, với chồng. Mỗi năm, vợ chồng bà đều dành thời gian đi du lịch ít nhất một lần. Minh Phương khỏe, sắp tới, bà và ông xã sẽ đi Cần Thơ và Phú Quốc. Minh Phương có hai con, một trai, một gái. Con gái lớn của diễn viên với chồng cũ của bà, năm nay 28 tuổi, đã lập gia đình và có hai con. Con trai của Minh Phương và người chồng thứ hai, năm nay 21 tuổi, đang làm đầu bếp. Con gái tôi lúc gần 16 tuổi mới được sống chung với mẹ và bố dượng. Con bé không có nhiều thời gian ở cạnh tôi như em trai. Hồi mới chuyện về sống chung, con gái có chút khoảng cách với chồng tôi luôn phải đứng ra để dung hòa mối quan hệ. Nhưng đến khi lấy chồng làm mẹ, con đã dần thông cảm và thấy thương tôi nhiều hơn. Mối quan hệ giữa con gái và bố dượng cũng dần trở nên tốt đẹp hơn. Nghệ sĩ Minh Phương đã hé lộ cuộc sống với người chồng chuyên vào bếp. Chuyên hóa thân vào vai phụ nữ thành thị thanh lịch dịu dàng với chất giọng truyền cảm. Nhưng ít người biết rằng nghệ sĩ Minh Phương là người dân tộc Mường ở Hòa Bình. Vài năm gần đây, lột xác khỏi mẫu nhân vật quen thuộc, những vai diễn phản diện hoặc đa nhân cách của Minh Phương đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Chị đã thừa nhận tên tuổi của chị cũng trục trặc như cuộc đời và vai diễn. Chị đang trong thời gian quay bộ phim truyền hình Chuyện tình bên đồng hoa tam giác mạch. Vai diễn lần này có khác gì với những vai người mẹ hiền lành cam chịu đóng suốt bao năm qua? Vẫn là số phận buồn đau, dày dứt, nhiều nỗi hy sinh như các bà mẹ khác. Nhưng vai mẹ chồng cô xúa trong bộ phim này lại khác bởi nó nghiệt ngã hơn nhiều. Tôi vào vai người phụ nữ lấy chồng mà không sinh được con và chấp nhận nuôi hai đứa con của chồng gửi gắm, người đàn bà khác băng thương và buồn tủi. Người mẹ này đã chăm chút những đứa trẻ cho đến khi chúng trưởng thành và rồi kết cục người con trai lại không phải giọt máu của chồng nên bà đã vô cùng đau. Và vì những dây dứt trong quá khứ mà nỗi đau trong trái tim của bà bị cào xé đến tận cùng. Khi quay, dù hoàn cảnh của tôi không giống nhân vật nhưng sự nhạy cảm cộng với niềm riêng của người phụ nữ đã qua một lần đổ vỡ khiến tôi rơi nước mắt. Là người dân tộc Mường nhưng chị toàn vào vai phụ nữ miền xuôi, bây giờ nhận vai diễn này chị gặp khó khăn và thuận lợi gì? Tôi là người dân tộc nhưng từ nhỏ đã theo bố mẹ xa quê, lớn lên ở khu tập thể trong cơ quan của bố mẹ nên tôi ít trải nghiệm các phong tục tập quán của dân tộc mình. May mắn một điều là nghề diễn đã giúp tôi có cơ hội đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều phong tục vùng miền nên tôi đã dần được bồi đắp thêm vốn văn hóa, kinh nghiệm sống. Nhập vai ba mẹ người Mông với tôi cũng không khó khăn lắm. Khó nhất của tôi là đoàn phim và khí hậu ở Sùng Là, Đồng Văn, Hà Giang khắc nghiệt quá. Khi nắng thì nắng gay gắt, lúc lạnh thì lạnh thấu xương. Có lúc bốn bề tuyết rơi trắng xóa. Khi trực tiếp làm những công việc của người phụ nữ Mông như quấn lành, gùi ngô, xay ngô, điều cỏ, tôi chợt nhớ, chợt cay mắt, hiểu ra tại sao người Mông thường thấp, bắp chân tròn, lưng không thẳng vì từ nhỏ họ đã phải gánh vác việc nặng, xót xa nhất là đàn bà và con gái.
Khán giả thường chỉ thấy mặt chị mà không nhớ tên. Điều này có thể hiểu là chị không bon chen hay vì không có số nổi tiếng. Điều này tôi đang nghĩ đến và xác định rất rõ. Với một người nghệ sĩ, bên cạnh sự nghiệp thì còn gia đình. Sau khi trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi đã đặt gia đình trên tất cả. Và lại, bản chất của tôi vốn rụt rè, cẩn trọng, nên tôi cũng không muốn nổi tiếng theo cách số đông đang định nghĩa. Chẳng hạn, trước những lời mời đi dự sự kiện hoặc các cuộc vui, ít khi tôi nhận lời. Chồng tôi là kỹ sư xây dựng, sự khác biệt về nghề nghiệp biết đâu sẽ khó mang đến đồng cảm về đặc thù công việc của tôi. Ấy là tôi vậy, và dè chừng điều đó để giữ cuộc sống gia đình yên ổn, chứ chồng tôi cũng chưa bao giờ lên tiếng cấm đoán tôi. Tôi không bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì chuyện khán giả quên tên mình, đơn giản vì tôi làm trong nghề bằng đam mê, được diễn, được sống với nhân vật của mình là tôi đã hạnh phúc, mãn nguyện rồi. Nhiều người đã phát ghen tị vì chị may mắn có ông xã tâm lý vào bếp nhiều hơn vợ và chị cần vợ vui. Khi con gái tôi chưa lập gia đình, nhà tôi chỉ có hai vợ chồng, hai đứa con và không hề phân công việc nhà. Tôi hay bận đi diễn, các con lo học hành nên ông xã cứ về nhà thì sẽ tự nguyện giúp vợ con mọi chuyện. Anh ấy là người Hà Nội và có lẽ được thừa hưởng ghen ẩm thực từ mẹ. Mẹ chồng của tôi vốn giỏi nữ công gia chánh, được học hành bài bản ở trường Tây nên nấu ăn rất ngon. Trong thẳm sâu suy nghĩ của tôi thực sự cảm động về tình yêu thương của ông xã đến mức vì mái ấm yên bình ấy mà không thiết dấn thân vào showbiz. Ngoảnh đi, ngoảnh lại, tôi cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu, đã lên chức bà ngoại, công việc ít dần và có thời gian dành cho gia đình hơn. Nhiều người đã hỏi tôi có tiếc nuối vì lúc còn trẻ trung không, tung hoành ngang dọc, nhưng tính tôi chỉ cần một lời nói nhẹ nhàng của chồng, em đi diễn ngoài thì cứ suy nghĩ kỹ, vì đây em đi làm thêm, đừng để ảnh hưởng đến cơ quan và những chuyện khác nhé. Nghe thế là tôi tự nguyện ở nhà. Nghề diễn đã khiến tôi thấm thía sự nổi tiếng luôn đi kèm với nỗi bất an. Nhiều năm bên nhau, hiểu tính tôi nghiêm túc vì gia đình nên ông xã bây giờ rất chia sẻ việc tôi đi diễn xa. Anh hiểu tôi đắm đuối với nghề và cũng không còn nhiều thời gian nữa. Vậy còn tình cảm của chị với con riêng của chồng khi sống chung một mái nhà thì sao? May mắn cho tôi và gia đình là mọi sự đều tốt đẹp. Tôi nghĩ tất cả là nhờ sự chân thành, con người nên biết sống vì nhau và nghĩ cho nhau, không chỉ trong nhà mà ngoài xã hội cũng thế. Chẳng hạn, mỗi khi chồng vào bếp, tôi không thể ngồi rung chân chờ hưởng thụ mà luôn ý thức đó là sự chia sẻ, yêu thương để bồi đắp vào hạnh phúc gia đình và xác định mình vì chồng con mà hy sinh những thứ khác. Với các con cái trong nhà, cha mẹ trao đi tình cảm thì sẽ nhận lại sự yêu thương, kính trọng. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.